khoanh vùng bệnh tật nhờ phát hiện ra những cơn đau bất thường trên cơ thể. Xác định đúng được khu vực đau sẽ giúp bạn khoanh vùng được những nguy cơ bất lợi cho sức khỏe đang diễn ra trên cơ thể. Mỗi khi lên cơn đau ở ổ bụng, tay, chân hay lồng ngực, chúng ta thường vội vàng suy đoán và kết luận bản thân đã mắc chứng bệnh này hay vấn đề sức khỏe khác. Không nắm rõ những vị trí đau sẽ làm mọi người lầm tưởng về tình trạng bệnh lý của bản thân, gây hoang mang và có thể dẫn tới những cách điều trị sai lầm, gây ra nhiều hệ lụy. Do đó, hãy trang bị cho mình những kiến thức về những khu vực có cơn đau trên cơ thể để có thể biết được cơ quan nào đang gặp vấn đề. Tim. Các vấn đề về trái tim xảy ra khi bạn cảm thấy một cơn đau nhói và áp lực đè nặng bên ngực trái, ngay vùng tim nằm. Cơn đau này có thể lan sang toàn bộ vùng cánh tay trái, xương bả vai sau lưng và một phần cổ. Thận. Mọi người thường nhầm lẫn các vấn đề liên quan đến thận với chứng đau lưng thông thường. Các cơn đau từ phần lưng dưới, vị trí dưới xương sườn cho đến thắt lưng, kèm theo các triệu chứng đái buốt, đái rắt hay màu nước tiểu thay đổi, cần được đặc biệt chú ý bởi đó có thể là dấu hiệu của bệnh thận. Ruột non. Nếu thấy đau ở vùng quanh rốn ở bụng trước, điều này báo hiệu ruột non của bạn đang gặp vấn đề. Đặc biệt, cơn đau ruột non thường kéo dài và gây ra cảm giác cực kỳ khó chịu khi bạn cúi người hay đi bộ. Ruột già. Khác với đau ruột non, ruột cùng xuất hiện ở vùng ổ bụng. Hiện tượng bất thường ở ruột già sẽ bắt đầu bằng cơn đau ở vùng mạng mỡ bên phải. Thông thường người bệnh sẽ đồng thời cảm thấy đau quặn bụng như ruột bị quặn lại và bụng bị đầy hơi, trướng to. Phổi. Các bệnh lý về phổi sẽ biểu hiện bằng cơn đau dữ dội ở toàn bộ khu vực lồng ngực, ở phần thân trước của cơ thể. Ruột thừa. Nhiều người bị đau bụng thường chủ quan không cho là ruột thừa đang có vấn đề. Cơn đau ruột thừa thường xuất hiện tập trung quanh vùng rốn và vùng bụng dưới bên phải, bởi đây cũng chính là vị trí của ruột thừa trong cơ thể. Dạ dày. Các vấn đề về dạ dày sẽ gây ra cơn đau ở bụng giữa, khu vực phía trên xương sườn, ở chính giữa, ngay dưới hai lồng ngực. Đau dạ dày cũng có thể xuất hiện ở vùng tương đương tại thân sau cơ thể. Túi mật và gan. Biểu hiện rõ ràng nhất khi hai cơ quan này gặp vấn đề chính là cơn đau ở vùng trên bên phải của ổ bụng. Nó cũng có thể lan ra vị trí tương tự ở sau lưng. Bạn nên chú ý các triệu chứng khác, chẳng hạn như vị chua có trong miệng và da bắt đầu vàng đi. Tuyến tụy. Đau tuyến tụy sẽ thể hiện ở vùng giữa của phần bụng trên và chỉ xuất hiện ở thân trước. Hiện tượng bệnh lý này sẽ rõ ràng hơn khi bạn nằm ngửa. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage kiến thức khoa học về sức khỏe.